Hello, xin chào cả nhà. Đây, những hàng bông cực kỳ đẹp đây. Đây toàn là trang một cốt không nha cả nhà. Màu tím sen không đây. Cái này thì nó hơi dạng bụi. Ồ, quá thường cây bông xòe. Cái này là dạng bụi, lúc còn bụi mọi người ơi, chứ nó chưa có lên một cốt. Bụi mình đi dài dài ở đây một cốt nè. Nè mọi người, đó một cốt đây. Một tím sen rất là đẹp luôn. Ồ, một cốt nè mọi người, một cốt và cái nó lên cái lên cao cái nó xè tán tròn. Xè tán tròn ra. Cây này màu trắng nè mọi người. Cây này màu trắng nè nha mọi người. Đó. Nhìn nó giống bông trang ghê luôn á. Nè, cánh nó nè. Cái đó là Vĩnh Châu hả? Diễm Châu. Cái loại này cũng nhiều màu vậy. Màu đỏ nè, màu hồng nè, màu trắng mà có luôn. Cái này có làm thuốc gì được không ta? Y chang bông trang luôn. Nhưng mà nó không có uống kiển được như bông trang. Dạng như cây thân mềm rồi. Này dạng cây thân mềm. Rồi nó trồng vô bá trơn vô giữa. Dạ. Yeah. Đẹp, nhìn giống con trang đẹp ghê. Màu trắng nè. Vĩnh Châu, tên lạ quá, tên giống như tên cái huyện. Màu đỏ nè, màu hồng nè. Hết rồi có ba màu hả? Đó đậm, đó tư gì đó. Hello. Mọi người mình tiếp tục đi vô vườn bông nha mọi người. Ai có nhu cầu mua bông thì vậy thì hãy comment bên dưới cho mình. Mình sẽ chia lại bông giá yêu thương nhất để mọi người cũng có thể quay lại. Có lá chung chút. Coi vô đi vô chỗ kiếm thì dạ. Đây là bông Hoàng Anh nha mọi người. Đây, trái rất là nhiều luôn. Ai có nhu cầu mua thì hãy comment, mình sẽ liên hệ chủ vườn mua, chia lại mọi người. Không biết người ta có ship không mọi người, tại vì đây là cái vựa lớn của làng hoa Sa Đéc, cho nên người ta bán giao sỉ, khách hàng tới tận nơi mua. À, cái này là dạng tháp. Trang sen đây. Đây là dạng bán cho các công trình công cộng rồi nè mọi người. Đó, đặt trước đó. Hoặc là mấy cái công ty, nhà biệt thự, villa gì đó mua để hai bên nhà. Wow, bên đây trang sen nở rộ. Tiếp tục quay cái cây tím sen này. Tím sen hay là hồng cánh sen đó mọi người. Ồ, đẹp cực kỳ luôn. Cái này chắc giá cũng vài trăm hoặc là triệu. Đó. Cái dáng rất là đẹp luôn. Như cái nấm gơm nữa. Nấm gơm. Chỗ này nhiều bông ghê mọi người. Đó, cái này là màu tím sen hoặc là hồng cánh sen này nha mọi người. Đó. Rất là đẹp.